Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Và hôm nay chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa là bắt đầu chúng ta vào một cái cuộc gọi là bầu cử sơ bộ. Và cuộc bầu cử này sẽ diễn ra có thể nói phần lớn những tiểu bang trên Hoa Kỳ. Đây là một cuộc bầu cử có ý nghĩa đến đời sống của chúng ta rất nhiều. Và hôm nay trong chương trình Thế Giới trong tuần, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một trong những người khách đặc biệt của chúng tôi. Đó là luật sư Ashley Eskin, một trong những vị luật sư đã từng làm việc cho Bộ Tư pháp. Và bên cạnh đó là luật sư Đỗ Phủ. Xin được gửi lời chào đến luật sư Đỗ Phủ and to Ashley Eskin. Yeah. Xin kính chào quý vị, và chúng tôi hân hạnh có một người bạn hôm nay là một người bạn là luật sư. Cô ta là một ứng cử viên của địa hạt số 3 trong chức vụ giám sát viên quận Cam. We have a friend and her name is with the Vietnamese community and her name is Ashley Eskin. And she used to be a former US prosecutor and she's here with us today on television with the Vietnamese SET channel. And welcome to our channel and our audience, Ashley. Xin chào. Wow. Kính thưa quý vị, đây là một trong những vị nữ luật sư và một người phụ nữ có tên trong danh sách những người ứng cử viên vào chức vụ giám sát viên cho địa hạt quận Cam của chúng ta. Chắc quý vị biết địa hạt quận Cam thì có 5 đơn vị, tất cả địa hạt 1, địa hạt 2, địa hạt 3. Và bà luật sư Ashley Eskin này sẽ tranh chức giám sát viên địa hạt 3. Và bà là người duy nhất phụ nữ trong cái cuộc đua này. Thưa luật sư Đỗ Phủ. Her name is Ashley Eskin and she's the only female runner in this race, third district. Wow. Yes. Wow. Why you run for this position, supervise third district? Well, I think that this race is the most important race that's actually on our ballot on March 3rd. Because local politics really has the opportunity to affect people's lives the most. I'm an Orange County native, lucky enough to be a mom of my 3 girls. And so I'm very concerned about what goes on in the community and how the decisions at the county level affect not just my family, but the family of your viewers. Ngoài là một chuyện phụ nữ, bà ta cũng là một người mẹ. Cô Ashley cũng là một người mẹ với 3 đứa con, 3 kids. 3 girls. Okay, 3 girls, okay. 3 đứa con. Và cô ta có những cái, cô ta lớn lên được sinh trưởng ở Orange County, tại quận Cam này. Và là một người sống và lớn lên ở đây thì có những cái sự nguyện vọng cũng như những hoài bão và những hiểu, những cái nỗi mà để ý của người dân ở tại quận Cam này. Kính thưa quý vị, chắc quý vị vừa nghe bà luật sư Ashley Eskin bà nói về câu hỏi, trả lời câu hỏi của tôi tại sao bà luân cho cái chức vụ này. Thì bà nói là một người, như luật sư Đà Phụ đã từng gửi đến quý vị, sinh sống ở đây. Bà muốn đi vào một trong những cái cơ sở của chính phủ làm việc cho quận Cam ở với cái thăng cấp hạ tầng để bà có điều kiện phục vụ với những người mà bà đã gần gũi trong suốt cuộc đời của bà. Là một người phụ nữ có 3 đứa con gái, bà hy vọng rằng đời sống gia đình của bà sẽ là một trong những cái công việc bảo vệ làm sao cho tất cả mọi người cảm thấy an toàn trong khu vực địa hạt 3 của bà. Thế thưa luật sư Đỗ Phủ, tôi muốn hỏi luật sư Đỗ Phủ để nhờ luật sư dịch lại với là luật sư ở đây. Chắc bà cũng biết rằng là cái quận Cam của chúng ta ngày nay nó khác hẳn trước rất nhiều. Có những nhu cầu đời sống mà người phụ nữ ở trong cái địa hạt 3, đặc biệt là rất nhiều người Việt ở đây, thưa luật sư. Bà có biết rằng là những cái người Việt Nam ở đây họ cần cái gì, và nếu bà là chức vụ giám sát viên, bà phải làm cái gì để cho những người đó tin tưởng bà sẽ là người đại diện mà họ cần mong muốn đấy? There's a sizable population of Vietnamese American who live in Irvine, Tustin, Anaheim. And as a candidate, what do you think the needs are that you can fulfill as a third district supervisor? I think the one thing I really want to focus on is the issue of homelessness. As you mentioned, I have been practicing law for almost 20 years. I'm a former federal prosecutor. But I'm most proud about what I do when I'm not practicing law. And that is both volunteering and serving on the board of a homeless shelter for women. And so I have a lot of experience in knowing what programs work and what programs don't work. For many years, the county has all of these state and federal tax dollars that are supposed to be spent on the issue of homelessness, on the issue of housing, on the issue of mental health.
And for years, the county has not been able to do anything. And so what I would like to do is bring my experience in working with the homeless population, being involved with the homeless shelter, to the county level, so that we can make sure that people's communities are safe, we make sure that people are getting the help that they need, and we actually make sure we get people on a path to independence so that they're no longer being in the parks, they're not sleeping on the streets, they are where we, where we need them to go, which is in permanent supportive housing. Tôi xin tóm tắt ý của cô Ashley là một cư dân ở quận Cam. Cô thấy rằng một những vấn đề đang cấp bách của quận Cam là vấn đề mà người vô gia cư ở quận Cam rất là nhiều. Và những người vô gia cư này chúng ta cần phải lấy lại cái số tiền nó từ tiểu bang xuống cho quận để giải quyết cái nạn mà bị những người mà vô gia cư. Không phải là mình chỉ giải quyết tạm thời, mình cần làm sao để cho họ tái hốt nghệ họ lại để họ trở thành không trở thành gánh nặng và ở nhiều nơi tạo một gánh nặng cho người dân ở quận hạt Orange County. Đó là một vấn nạn tôi thấy có ngay lập tức mà tôi nghĩ là cần phải giải quyết. Vâng. Quý vị vừa nghe lời ứng cử viên của địa hạt bà với chức vụ giám sát viên, bà cho rằng cái mục tiêu chính của bà đối với tất cả những cử tri, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt của chúng ta, là bà sẽ nói đến ba vấn đề. Vấn đề những người vô gia cư, những người không có nhà cửa và đời sống, những cái điều kiện cần thiết giúp cho người phụ nữ. Chắc là quý vị đã biết tiểu bang đã đưa đến, cũng giống chính phủ liên bang đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều những cái số tiền để giúp cho chúng ta ba cái vấn đề bà vừa nói. Nhưng những người hiện nay chưa làm cái công việc đó và không đáp ứng được những cái nhu cầu, và đặc biệt trong đó có người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Nhưng mà thưa luật sư, nếu nói như vậy thì bà phải cho biết rằng những người cư dân người Mỹ gốc Việt ở đây họ thiếu cái gì, họ bị đối xử như thế nào, tại vì sao bà lại quan tâm đến những vấn đề đó? What makes you care about those issues and those people? You know, the Vietnamese American in particular, and general public, publicly. Well, I think what I love about Orange County is that we are very diverse, but the issues we care about, we have so much in common. We care about our families, we care about our children, we care about our schools, we care about safety and making sure that our kids can walk to and from the park and we don't have to worry about something happening. And so I really want to be the voice for not just the Vietnamese American community, but all of our communities out there and working for them on the Board of Supervisors. I think there is so much that can be done better. I'm running against somebody that is only responsive to special interests, to large developers, to hospitals and healthcare administrators, not talking to the community, not in the community, and not representing the average working family and working mom. Giọng có thể dịch lại cũng được. Vâng, kính thưa quý vị, chắc có lẽ một điều mà quý vị đã vừa nghe tôi trình bày với quý vị, điều mà tôi sinh ra và lớn lên ở đây và tôi quan tâm đến những cái điều mà quý vị tại sao nghĩ là tôi phải quan tâm như vậy. Chắc quý vị đã biết rồi, những cái người hiện diện ở đây đang có mặt trong hội đồng giám sát quận Cam, họ đã lo ngại và nó quan tâm đến những vấn đề như là vấn đề xây nhà thương, vấn đề to lớn khác. Nhưng mà những cái vấn đề hạ tầng ngay chính bản thân của những người cư dân ở trong địa hạt thì không có lo lắng. Và tôi với một người phụ nữ ở đây thì tôi quan tâm đến vấn đề đó và tôi muốn đời sống của những người ở đây khỏi phải lo sợ gì. Họ có con đi làm, họ ở nhà đưa đón, khỏi phải lo sợ những cái vấn đề cướp bóc, những vấn đề có thể nói làm cho đời sống mình trở nên khó khăn. Bởi thế, cái chương trình của chúng tôi là muốn đi vào trung lớp những người hạ tầng và giúp đỡ họ có những cái căn bản để bảo vệ cho đời sống của họ. Thank you so much. You know, I think that's very interesting. However, that today, a lot of ladies, a lot of women have been involved in the domestic violence. Ngày hôm nay thì chắc quý vị cũng biết người phụ nữ, trong đó có người phụ nữ người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng bị vấn đề gọi là domestic violence, bạo hành trong gia đình. Và kính thưa quý vị, đó là một cái điều, bà là một người phụ nữ, bà là một người đã có ba đứa con, thế bà là khi bà vào ở trong cái hội đồng giám sát đại diện cho cái khu vực ba, bà sẽ nói lên tiếng nói của những người dân bà đại diện như thế nào trong cái lĩnh vực gọi là domestic violence, thưa luật sư? What do you think about those issues? It happens in every community, particularly as a third supervisor district. What kind of thought you have about those issues? Well, I think the number one thing we can do to really stop
domestic violence is make sure that we as county leaders are working hand in hand with the sheriff's department and that we have that presence in the community. We do not want anyone to feel like they are in the shadows. We don't want anyone to be scared to call the police, to reach out. And I think that means that the county has to be present where people are at. Be in the community, be seen, and make sure that people know that they can call the sheriffs, that they know what type of nonprofits or other organizations are out there, and they know where to go in the most unfortunate case if they have to make that phone call. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ tôi muốn nói đến vấn đề bạo hành gia đình ở một trong những cái sự việc mà chắc là quý vị đã từng biết. Tôi muốn tất cả những người cư dân trong địa hạt tôi đại diện không có lo lắng về vấn đề cảnh sát sẽ đối diện với cảnh sát như thế nào, phải là đối diện với những cái shelter như thế nào, và chúng tôi cần phải làm cho họ tin tưởng và nghĩ rằng tất cả mọi người đại diện và chính quyền quận Cam phải nằm về phía bên họ, đại diện cho họ và bảo vệ quyền lợi cho họ khi những người phụ nữ có thể nói bị cô thế và trở nên một trong những nạn nhân của vấn đề domestic violence, đó là bạo hành gia đình. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Người Việt trong tuần, đặc biệt hôm nay với sự hiện diện của ứng cử viên Ashley Eskin, là một trong những vị luật sư công tố liên bang. Hôm nay có mặt, bà hiện nay đang tranh cử chức vụ giám sát viên địa hạt 3 cùng với luật sư Đỗ Phú, một trong người giúp chúng tôi trong cái chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Quý vị đang cùng với chúng tôi trong Người Việt trong tuần hôm nay. Một điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là ngày thứ ba tới đây, dù ở cái góc độ nào, dù ở quan điểm nào, dù ở lập trường chính trị của quý vị như thế nào, cái điều cần thiết nhất là quý vị phải mang tiếng nói của quý vị đến phòng phiếu bằng cách đi bầu. Và tôi nghĩ đó là một trong những hành động cụ thể để giúp cho tất cả mọi người hiểu biết những cái nguyện vọng và những cái gì quý vị đang cần. Và đặc biệt là quý vị tín nhiệm ở những người như những ứng cử viên là bà Ashley Eskin có mặt hôm nay. Hôm nay thì thưa luật sư Đỗ Phú, chúng tôi muốn đề cập đến một trong những vấn đề mà chắc luật sư cũng là thành phần trẻ lớn lên, hoạt động ở đây, đi lính ở đây, học thành trở thành luật sư ở đây. Những người trẻ ngày nay họ có một cái đường lối sống mới, họ có một cái quan điểm phóng khoáng hơn. Với một người như bà Ashley Eskin ở đây, bà cũng là một người trẻ. Thế bà, khi bà đại diện cho những cái cư dân ở trong khu vực địa hạt 3, bà quan tâm đến những người sinh viên, những người hiện nay đang đi học như thế nào? Luật sư có thể chia sẻ cái lời... You are a younger generation, you know, you appear to be young, and then, you know, and you've been living here quite some time, and we know that you've been involved with the students, particularly the Vietnamese Student Association of Southern California. And do you see what other young people need, you know, as a supervisor, what should we do to enhance those needs and answer those needs of families and young people? Yeah, I mean, I think the number one concern that, you know, a lot of young people have is how can they afford to live and to buy a home in Orange County? They want to get their part of the American dream. I'm lucky enough to sit on the Orange County Fair Board, and for the last few years we've hosted the Vietnamese Student Association for the Tet Festival at the Orange County Fairgrounds. And I think when you go and you see young families and students that are just starting their career, you know, they're very concerned about how expensive it is to live in Orange County, because we don't, as the county right now, does not focus on affordability. And I want to make sure that when the county goes and builds housing, when the county is doing development, that we are really requiring affordable housing to be built, so that our students that want to live by their parents and grandparents that just graduate from UCI, they can afford to live here and be closer to their jobs. Chắc là quý vị cũng biết đó, tất cả nhiều sinh viên sau khi họ ra trường thì họ cần phải có công việc làm, và họ sẽ trở thành một cái đời sống riêng biệt. Điều mà tôi muốn nói với quý vị, với những người bạn trẻ, là tôi không đứng về phía những cái người mà chủ trương rằng build cho thật nhiều building cho những ngôi nhà lớn tất cả, nhưng mà mắc tiền. Mắc tiền, vâng, cảm ơn luật sư Đỗ Phú. Nhưng mà chúng tôi muốn làm sao để giúp đỡ cho những người sinh viên sau khi có công việc làm, họ có một cái đời sống được
tự lập của họ phải là đúng rồi, và để cho họ có một cái gọi là bước thăng tiến trong cái xã hội bằng này. Bằng cách là cô ta để có những cái quỹ mà có thể là của county để giúp để xây nhà, những loại nhà nó gọi là không phải là mắc tiền, mà cho những người mới ra trường hoặc những người mà mua được căn nhà đó, nó gọi là affordable housing, tức là nhà có thể trả tiền được. Thay vì để cho những nhóm đại tư bản, họ thường thường họ xây những căn nhà to lớn mắc tiền để cho những mà đại gia ở. So the special interest group they buy bigger development for rich people, you know, people who can afford a lot of housing. Nhưng mà thưa luật sư, money, but we focus on younger so they have a place to live. Nhưng mà thưa luật sư, tôi muốn hỏi bà, thế bà đã biết những cái sự kiện này, bà đã biết những cái vấn đề này cần thiết cho những người sinh viên. Bà là một cư dân ở trong địa hạt 3, bà là một người luật sư, là một người công tố liên bang. Thế tại sao bà không thực thi cái quyền công dân của bà, đề nghị với những người ở trong cái địa hạt của bà để giúp cho những cái giống như những cái gì mà cái quan điểm và cái nhận định của bà cho những người trẻ mà bà đợi đến bây giờ bà run bà nên bây giờ ra? As a citizen in this county, have you done anything in the past, try to petition those voices, those concerns that you have with the current board supervisor about solving those problems yet? Yes, absolutely. So I ended up becoming involved in this issue when I was president of the Bar Association. Oh. The homeless crisis was just starting outside of the county courthouse. And at the time, it was a small group. But we saw as months went by, the group grew larger and larger, and people were living in the Civic Center. And having gone to the Board of Supervisors meetings, asking what we can do, how can we as lawyers do free legal work, community service for this population, years ago we could see that they didn't feel that it was their problem. They said it's a City of Santa Ana problem. And so you would go back and forth like a ping pong ball, because nobody would take ownership of this issue. What people don't understand is the County of Orange has over $6 billion budget. And they have all of our federal and state tax dollars for this issue. So when you think of your greatest needs in the community, housing, health care, transportation, those are all things that the county has the funding for. And if we don't get a community leader on the board that advocates and fights for working families, we're not going to see any of those services down the line getting to where it should go, which is our residents and our communities. Thưa quý vị, chắc là tôi sẽ trả lời và tôi cho quý vị biết rằng tôi không phải là một người chờ đợi đến bây giờ mới nói lên tiếng nói của tôi. Tôi là một trong những người luật sư thiện nguyện. Tôi đã đến Civic Center giúp đỡ những người homeless. Anh Trạng Cố là chủ tịch của luật sư đoàn Orange County. Oh wow, chủ tịch luật sư đoàn của Orange County. Và với tư cách thiện nguyện, it's a volunteer. Đúng rồi. Đến tại Civic Center giúp đỡ cho những người về vấn đề homeless. Và chúng tôi đã đưa đến vấn đề ở tại cái board của Hội đồng Giám sát. Chắc quý vị cũng biết Hội đồng Giám sát Quận Cam chúng ta có một cái ngân sách của khoảng 6 tỷ đô la hàng năm. Nhưng cái sự việc này giống như một cái cuộc chơi đánh ping pong table. Quý vị thiết trái bóng bên này qua bên này, họ cho chúng tôi biết trở lại Santa Ana rồi qua lại. Bởi thế với một cái người mà volunteer như tôi không đem lại có thể không cái kết quả như chúng tôi mong muốn. Đó là lý do tại sao mà tôi cần phải có mặt ở trong hội đồng giám sát viên của địa hạt nơi tôi đang sinh sống. Và đặc biệt nhất là, kính thưa quý vị, những cái đề mục như là housing, những cái đề mục như là homeless, như những cái đề mục như là transportation, tất cả những cái sự kiện nó chưa đáp ứng lại tất cả những nguyện vọng đặc biệt cho những cái cư dân ở trong khu vực 3 của chúng tôi. Đó cũng là một lý do mà tất cả những gì hôm nay tôi có mặt ở đây và tôi muốn gửi đến quý vị. Thưa luật sư Đỗ Phú, có phải đúng như vậy không? Vâng, và cố coi thêm một cái nữa, tôi xin bổ sung một chút là luật sư Ashley cũng nói là cố là cựu chủ tịch luật sư đoàn của Orange County, tức là đại diện cho chúng ta đó, cho những người như tôi đó. Cô ta mang cái vấn đề ra nói chuyện với lại bo rồi, nhưng mà cái bo theo cô ta thấy là họ làm cái ping pong là họ đổ cho thành phố. Ví dụ như đưa vấn đề mà homelessness, họ đưa ra vấn đề mà vô gia cư, họ đổ cho thành phố Santa Ana. Họ không có chịu take action. They don't take action, right? The board don't take action. Giải quyết cái chuyện đó. Không có giải quyết chuyện đó mà đẩy cho từng thành phố một. It took a federal lawsuit that for the community to file to get the Board of Supervisors to do anything. I used to work for Judge Dave Carter. He's a wonderful federal judge, and also got to appear in front of him when I was a prosecutor. But it's sad that it takes a lawsuit and a federal judge to get the county to do their job that they were already supposed to be doing. Đó là cần một cái, cô có nói là một cái chuyện nữa là cần tới một cái đơn kiện
của thành phố đó để đưa cái chuyện, đẩy chuyện này là chuyện của mấy người trong county, họ mới giải quyết chuyện này. Và chuyện này đã được đưa lên xử với là ông chánh án Dave Carter. Ông Dave Carter là ex-marine, he served in Vietnam. He got shot ông in Vietnam. Ông là một người thiếu lục chiến làm việc tại Việt Nam. Yes, that's Judge Dave Carter. And and then cô Ashley đã từng làm việc với lại Judge Dave Carter. Thưa luật sư Đỗ Phủ, lẽ nhiên chúng tôi cảm ơn luật sư Đỗ Phủ đã có mặt hôm nay để gửi đến tất cả khán thính giả chúng tôi biết những gì cần phải biết cho cái ngày bầu cử sơ bộ 3 tháng 3 tới đây. Nhưng mà điều chúng tôi muốn hôm nay bà luật sư Ashley Eskin có những cái cơ hội để trình bày cho tất cả. Thế bà nghĩ rằng là tại sao bà nên trở thành một trong những người giám sát viên của Địa Hạt Bạc? Why do you think we should vote for you? Well, I think that I'm the only person in this race that represents the community and that represents working families. For too long, we have had somebody representing the 3rd District, and my district starts in Yorba Linda, and it goes through Anaheim Hills, Orange, Tustin, the Canyons, and all of Irvine, that only represents developers and that only represents special interests. So none of these services are getting into the community. You shouldn't just see your supervisor when he's running for election. He should be in the community every week doing things on healthcare, educating people about what the county does, listening to what their needs are. You shouldn't just be sitting behind the table on the dais, not going out and talking to the community and seeing what they need. Because at the end of the day, you want somebody in that seat, and as a supervisor, I will represent the people. I work for the people. Kính thưa quý vị, chắc là quý vị đã nghe rất nhiều, và hôm nay thì đặc biệt chúng ta lại nghe lại thêm một lần nữa bà Ashley Eskin đã đưa ra một cái quan điểm mới. Tôi muốn người đại diện của quý vị sẽ có mặt trong tất cả những cái buổi họp hàng tuần, tất cả những cái buổi gì mà quý vị cần phải có mặt chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ rằng người đại diện của quý vị chỉ là những người ngồi sau những cái bàn họp để rồi đưa ra những cái chuyện này chuyện nọ rồi phủ tay, phải không? Lẽ nhiên tôi là một người muốn đại diện cho quý vị để cùng có mặt với quý vị giải quyết tất cả những cái vấn đề mà quý vị đang cần giải quyết. Đó là lý do tại sao tôi sẽ là đại diện của quý vị ở trong chức vụ giám sát viên Địa Hạt 3. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần, và đặc biệt hôm nay chúng tôi dành tất cả các thời giờ để cho tất cả các ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ quý vị, để quý vị dựa vào một cái nền tảng căn bản đó để bỏ phiếu cho người mà quý vị nghĩ rằng họ sẽ đại diện và giúp lại nhiều lợi ích cho quý vị, cho gia đình và tất cả cộng đồng của quý vị. Thưa luật sư, hôm nay thì chúng ta có điều kiện gặp một người ứng cử viên là một trong những vị đã từng làm việc cho chức vụ gọi là công tố liên bang, một người hiểu biết rất nhiều về luật lệ, thì tôi nghĩ rằng cái ưu thế đó rất nhiều cho cái người cử tri người Việt chúng ta có thể nói cái hiểu biết còn hạn chế về vấn đề luật pháp, phải không luật sư? Đúng. Yeah, today fortunately we have a female, you know, she used to be a former prosecutor. And she's a past president of Orange County Bar Association. She represent me, you know. Yes, I'm a lawyer. So she represent people like me, all the lawyers in Orange County. And she dealt with this issue, homelessness, you know, with Orange County. That requires a lot of passion and concern, you know. It's coming from your heart. You know, I'm sure she's well enough not to bother in politics, you know. Doesn't need to run for politics. She can make quite a good living as a federal prosecutor or as a private practicing attorney, but she's, you know, willing to get involved in politics. That's pretty good. That takes a lot of courage. I think that we need a beautiful lady, you know, nice lady in the ball too, don't you? Yes. Not just, you know, we need a fighter. What happened that we've got an attractive female fighter? It's a plus, right? Yes. So it's a plus. It's a plus. So that's good. It's better than the alternative. Right. Chắc là luật sư phải nói tiếng Việt cho khán giả nghe. Chúng ta có một người phụ nữ mà đã từng làm công tố viên cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cô đã từng là đại diện cho luật sư đoàn ở Orange County. Cho luật sư luôn cho tất cả mọi luật sư ở Orange County. May mắn là cô lại một người phụ nữ mà xinh đẹp.
Cái này là mình nói không phải là mình chê ai hết trơn đó, nhưng mà đó là một điều tốt thôi. Không, nó là tự nhiên thôi. Tự nhiên. Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết cô Ashley, tại vì cô có trái tim rất tốt. Cô làm những cái chuyện thiện nguyện này từ trái tim của cô ta ra, từ family của cô ta ra. Tôi biết gia đình của Ashley là ông Wiley Aitken. Ông là một người luật sư rất là nổi tiếng ở trên nước Mỹ. Và sự giáo dục của gia đình, the education that they raise up their kids. Bà mẹ đó là một người mà lúc nào cũng làm việc thiện. Và làm việc thiện rất nhiều. Ông Wiley là cái người mà cũng đóng góp rất nhiều trong những cái chuyện mà bầu cử cũng như chuyện mà cho cộng đồng. He devote a lot. I'm sure he's, you know, he passed on those values to his children for sacrifice. And đó là tôi nghĩ tại sao. That's what I think why you run, you know, because of the family values and how you see injustice, you gotta do it right. Thế thưa luật sư, luôn tiện đây thì tôi muốn luật sư nhờ hỏi, có thể cô chia sẻ về quá khứ của gia đình cô cho khán thính giả chúng tôi biết, đặc biệt là cử tri ở địa bàn biết. Can you let us know a little bit about your family background? Absolutely. So my parents actually moved to California in the 1950s and went to Garden Grove High School. They lived in Garden Grove and really benefited from our investment in local education. Education, like so many families, was the number one priority. And so I'm so thankful to my parents for giving me the opportunity, instilling in me that education is your key to success. And also their values. My parents always instructed us that it's not just enough to be successful in business and to be, you know, to get the best grades. What are you doing to give back to those that are less fortunate? Because that is also a true measure of success. It's not always just how successful you are in business, but also how successful are you, you know, in the community, giving back and living out your values. Kính thưa quý vị, luôn tiện đây thì chắc chắn là tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những gì về gia đình tôi. Gia đình tôi đến định cư tại thành phố Garden Grove vào năm 1950, là một trong những gia đình quan tâm đến vấn đề giáo dục con em. Và tôi cũng là nhờ hưởng được cái gia tài đó và trở thành một trong những người hấp thụ được cái nền giáo dục của bố mẹ tôi. Điều mà chúng tôi tự hào với bố mẹ tôi, lẽ nhiên họ mong muốn chúng tôi thành công trong tất cả mọi lĩnh vực, ngay cả những cái lĩnh vực kinh doanh, business. Tuy nhiên bên cạnh đó, bố mẹ tôi thường cân nhắc và nói cho tôi biết là cái thành công chính là một cái thành công mà giúp đỡ cho cộng đồng, trả lại tất cả những gì cộng đồng đã giúp đỡ cho mình trong những cái thời gian đầu tiên mình đến ở tại quận Cam này. Và cũng đó là cái lý do và cái tiêu chuẩn mà tôi luôn luôn cân nhắc để rồi hôm nay tôi có mặt ở đây để nói là tôi sẽ là đại diện cho quý vị ở tại địa hạt 3 trong chức vụ là giám sát viên địa hạt quận 3 của quận Cam. Thế thưa luật sư, chúng tôi không có thời giờ nhiều, rất tiếc. Sorry, we don't have so much time, you know. But nhờ luật sư hỏi lại bà Ashley Eskin rằng là lẽ nhiên tôi không muốn nói đến vấn đề khác biệt giữa những người Mỹ gốc Á Châu, Đại Hàn với là người Mỹ gốc da trắng hay là da đen. Nhưng mà tôi muốn hỏi bà rằng là những người Việt của chúng tôi, bà muốn nói cho họ, những người Việt chúng tôi, những cái điều gì để những người Việt chúng tôi nghĩ rằng bà xứng đáng đại diện cho chúng tôi. What kind of message would you have pass on to the Vietnamese American community, particularly as a candidate that you think that you want their vote? I think the most important thing I would like people to focus on is that how important it is to have somebody that wants to fight for working families, that wants to fight for mothers and fathers of small children like my husband and I have, and really be their voice on the county government, because the county should work for them. And we have not had that in Orange County in a long time. So the election is March 3rd. It's coming up fast. So we want to make sure that people know that they need to vote, and they need to vote for a candidate like me, Ashley Aitken, that will fight for their families, for education for their kids, so for good jobs for their children, for housing that their kids can afford once they graduate college and come back into the community, and really just be a constant voice for people that are trying to achieve the American dream, and if they've already achieved the American dream, making sure that they're getting all the services with safety, good parks, good libraries that they deserve. Chắc là quý vị biết tôi muốn nói một cái sự bài, cái sự kiện, tôi sẽ là người tranh đấu cùng với quý vị.
tôi tranh đấu ở những lĩnh hạt là lĩnh vực nào. Kính thưa quý vị, tôi tranh đấu cho lĩnh vực gia đình của chúng ta, công việc của chúng ta và đời sống của chúng ta. Và tôi sẽ là người đại diện của quý vị trong những cái sự kiện mà quý vị cần trong cái cuộc sống của quý vị. À, thưa luật sư, chắc lẽ bà Askin bà cũng muốn nói đến bà tranh đấu, có thể nói rằng là những cái công việc làm. Và ông luật sư, bà tranh đấu đến cho những sự gọi là hạnh phúc trong gia đình, và đặc biệt bà không quên tranh đấu cho cái vấn đề mà tất cả các con em của quý vị sau khi thành tài có một cái nơi mà có thể có nhà cửa để sinh sống, và đặc biệt bà muốn nói đến vấn đề healthcare, vấn đề sức khỏe và vấn đề công ăn việc làm, và cũng như là tất cả những cái vấn đề gì mà người ta đang lo lắng ở đây. Thưa luật sư, cái sự kiện là chúng ta cũng thấy rất nhiều người mà có thể nói rằng quan tâm đến cuộc bầu cử này. Chúng ta chỉ còn có một phút nữa thôi, thì chắc là hy vọng luật sư muốn để cho bà Ashley Eskin nói với tất cả những gì bà mong muốn nói với cử tri người Mỹ công việc chúng ta. Yeah, we have one minute left. So what's the final message you want to tell the voters out there that they should vote for you? I just want to make sure that everybody knows that voting centers are open. You do not have to wait until Tuesday. You can vote today, tomorrow, but make sure that you get there. You vote before March 3rd. It is one of the most wonderful things about our democracy is that we have the right, no matter how rich, no matter how poor, you have a right to choose your leaders, and we can now have an opportunity to choose a leader that will work for the community. Chắc là quý vị đã biết, bây giờ thì quý vị có thể trực tiếp bằng bầu chức vụ giám sát viên ngay từ bây giờ, chứ không cần phải đợi đến ngày mùng 3 tháng 3. Nhưng mà điều tôi mong muốn là quý vị tham gia vào cái cuộc bầu này, vì đây là một cái quyền lợi của quý vị, và quý vị có điều kiện để chọn lựa người xứng đáng. Mà chắc là bà muốn nói đó là Ashley Eskin sẽ đại diện cho địa hạt 3 của quý vị. Thank you so much. Thank you for having me. Yeah, hope see you after you know the 5/3. See your name on the front. Yes. So where you know, in the ballots, where your name locates? I'm the first. So the Board of Supervisors is actually one of the last races on the ballot. Yeah. But of the two people running, I'm first. Oh, cái lá phiếu của cái giám sát viên địa hạt 3 nằm ở dưới cuối cùng của cái tấm phiếu, nhưng mà tên tôi là nằm ở phía trên. Chỉ có hai người trên chức vậy thôi, thì chắc lại không có vòng nhì luật sư. Dạ đúng rồi. Vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi đặc biệt hôm nay qua cuộc bầu cử giám sát viên địa hạt 3, một trong những địa hạt cũng có rất nhiều người Việt chúng ta sinh sống, và quý vị cùng với chúng tôi trở lại trong phần cuối. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình Người Việt trong tuần, chúng tôi lại có cơ hội giới thiệu đến quý vị một trong những ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Trong một cái gọi là cái chương trình mà chúng tôi muốn mời gọi tất cả các ứng cử viên đến để có tiếng nói với các cử tri, và đặc biệt hôm nay một trong những chức vụ mà chúng ta cần biết đến đó là giám sát viên địa hạt 1. Chúng tôi cũng đã gửi lời mời đến giám sát viên Andrew Đỗ. Chúng tôi hy vọng có sự nhận lời của giám sát viên trong một vài ngày tới đây. Nhưng bên cạnh đó thì kính thưa quý vị, hôm nay có sự có mặt của Mayor Pulido. Ông là một trong những vị thị trưởng của thành phố Santa Ana, và đây hôm nay ông có mặt cùng với chúng ta với những cái gì mà ông muốn trình bày với quý vị qua chức vụ giám sát viên địa hạt 1 mà ông đang tranh cử trong tương lai. Very nice to meet you tonight, and Seth TV welcome you and tell us a little bit about you tonight. First of all, thank you. It's my pleasure to be here with you. I am very happy to do this interview. Aussi, je veux dire quelque chose en français. Parce que je crois que c'est important que les gens savent que je parle français. À, có một điều tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, vui vẻ được gặp quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì tôi sẽ gửi đến quý vị một câu tiếng Pháp, một trong những cái ngôn ngữ mà chắc lẽ nhiều người Việt Nam quý vị cũng hiểu. Đó là lời ông Mayor Pulido vừa mới trình bày với quý vị. Thank you so much. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Oui. Mr. Mayor, tell us about you. You were the mayor for so many years in Santa Ana. Everybody know you. That's a good position. Why you want to come in to supervise for district? I am an immigrant. Okay. I came here when I was 5 years old. Oh. I didn't speak one word of English.
I always have challenged myself. Do more, do better, help people. Kính thưa quý vị, tôi muốn hỏi ông là một người thị trưởng của thành phố Santa đã rất nhiều năm nay. Ở với cái chức vụ này, thế tại sao ông lại còn muốn đến cái chức vụ là supervisor địa hạt 1? Thì ông trả lời, tôi là một người di dân đến Hoa Kỳ vào lúc 5 tuổi. Tôi không biết một tiếng Anh. Tôi phải cố gắng từng ngày một. As I look at the first district, yep. I have done a very good job in Santa Ana. Yep. The city has been transformed. I can do the same thing for the first district. Wow. Kính thưa quý vị, ông nói tôi là một người muốn đến với chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Như quý vị đã biết, tôi có một cái công việc làm rất tốt, thị trưởng tại thành phố Santa Ana. Tôi đã làm hoàn thành và đưa cái thành phố này đi đến một cái thành quả rất là tốt. Nhưng, kính thưa quý vị, tôi muốn địa hạt 1 của quý vị cũng sẽ như những gì mà tôi đã làm với thành phố Santa Ana. Little Saigon began in Santa Ana. It then grew into Garden Grove and Westminster. But I am very proud that in Santa Ana we have 15 temples, we have Vietnamese churches, we have a sign on First Street, Bolsa, that says Welcome to Little Saigon in Santa Ana. I see. Kính thưa quý vị, khởi đầu của những cái khu vực ở tại khu vực gọi là Orange County và Kibosa này thì quý vị biết rằng thành phố Santa là cái thành phố khởi điểm và sau đó quý vị sẽ đi đến Westminster cũng giống như Garden Grove. Tôi tự hào với những cái công việc trong thành phố của tôi, một cái thành phố mà quý vị có tới 15 ngôi chùa mà nhiều ngôi thờ, công nhà thờ nữa và trong đó mọi người đều biết đến những cái người Việt có thể nói có tên trên những cái đường Bosa. Và đó là lý do mà tôi muốn để trình bày với quý vị ngày hôm nay. There is so much more that we need to do that we can do. For example, the Vietnamese community is very hardworking, very industrious, very good in many things. Especially the entrepreneurs, we need to help them. I would like to have incubator business centers where we can get businesses, more and more businesses started. Yeah. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta cần có nhiều việc phải làm. Việc trước tiên tôi muốn nói với quý vị, cộng đồng của quý vị là một cộng đồng siêng năng làm việc. Có thể nói quý vị đã thành công rất nhiều trên nhiều lĩnh vực, từ những lĩnh vực và thương nghiệp cho đến lĩnh vực kinh tế. Và tôi nghĩ rằng quý vị là những người cần cù siêng năng và đó là lý do tôi cũng muốn đi đến cái chức vụ này để cùng với cộng đồng quý vị phát triển nơi cái địa phương mà chúng ta đang có hiện nay. Especially our senior citizens, we have section 108 vouchers. We need to educate the community so that they know exactly how to try to get that money to help them. Đặc biệt với những vị cao niên, chắc quý vị chúng tôi đã quý vị biết rằng chúng ta có một 108 voucher, right? Yeah, section 108. Section 108. Thì quý vị có đủ điều kiện và chúng tôi cũng muốn gửi đến trực tiếp quý vị tất cả những cái gì mà quý vị có thể tận hưởng được, có thể lợi dụng và sử dụng cái đó để làm cho đời sống của quý vị thăng hoa hơn. Our senior citizens often need help with health issues. So I want to work more with PACE program, bring services to seniors, medical attention, helping them with therapy, moving, explaining the whole healthcare system. There are many seniors that don't have good information. We need to help them. Quý vị, chắc có lẽ những vị cao niên là những người cần phải có những cái thay đổi trong cái đời sống bảo hiểm y tế của quý vị. Quý vị cần phải có những người đến tận nhà giúp đỡ quý vị, cần có nhiều cái săn sóc cho quý vị và quý vị được hưởng tất cả những cái quy chế gì mà quý vị đã có. Tôi nghĩ rằng quý vị chưa đủ để có những người đại diện quý vị chưa đủ để phục vụ cho quý vị tất cả những gì mà quý vị cần phải có trong cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Some time ago, we had a threat of having communists from Vietnam coming here. The community asked us, don't allow it, stop it. So we took a position to say we oppose delegates and representatives
of communist Vietnam coming to Santa Ana. Trong quá khứ, chắc quý vị cũng đã biết tại thành phố chúng tôi có rất nhiều cộng đồng người trong cộng đồng người Việt của quý vị đã trình bày cho chúng tôi biết những phái đoàn đến từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ yêu cầu đừng có tiếp đón, đừng có đón nhận những người đó. Và chúng tôi cũng là một trong những cái tổ chức, những cái đơn vị, những cái thành phố đã chống đối và không muốn tất cả những người cộng sản đến để hoạt động thăm viếng thành phố, và đặc biệt là thành phố Santa Ana của chúng tôi. I love the Vietnamese people. I often come to restaurants along Bolsa, Westminster, Chateau Brodard, Brodard over on Brookhurst and around Fountain Valley. Amazing cuisine. Beautiful, beautiful food. Yeah. And I love the people that prepare it and the spices. I'm vegetarian. Oh. 45 years vegetarian, not 1 month or 1 year. 45 years. So much good vegetarian food. Pourquoi? Parce que je crois que c'est mieux pour la santé. Oh. Et aussi, je vois qu'il y a des gens religieux. Oh. Ils sont comme ça aussi. Ah. Le Dalai Lama, par exemple, il est vegetarian. Ah. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị, tôi là một người cũng là ăn chay, mà không biết ăn gì. 45. Tôi đã có 45 năm ăn chay và tôi cảm thấy rằng, tôi hỏi ông thế tại sao như vậy, thì ông nói rằng là tôi thấy rằng cái vấn đề ăn chay nó bảo làm cho sức khỏe của tôi tốt hơn, cũng giống như tất cả những cái vấn đề mà có thể nói làm cho con người thể cảm thấy nhẹ nhàng như những gì mà tôi học được ở Đức Đạt Lai Đạt Ma. Thank you so much, but we gotta do something else. And kính thưa quý vị, chúng tôi đang cùng với quý vị qua Người Việt trong tuần. Và hôm nay chúng tôi có điều kiện để giới thiệu đến quý vị thị trưởng của thành phố Santa Ana và là một trong những ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên địa hạt 1, và quyền biểu quyết và quyền định đoạt là ở trong tay quý vị.